Sương muốn kể đi, anh cứ thương ai mà em đi vẫn mang mây đang mây. Anh cứ thương ai buồn gần về, em sống về đi, sống về đi vì mà em đây. Em sống về đi vì mà em đây. Dạ cả nhà, hôm nay Quỳnh đi lên trên một nơi xa thành phố một tí xíu. Xa con tôm một tí khoảng tầm 10 cây ở gọi là Ngọc Bay. Thì Quỳnh có đến nhà của chú Bill để chụp ảnh, chụp yoga và thấy cảnh rất là đẹp. Thì mình lại xin mượn cái bộ đồ này để mà mình bận vào để mình chụp ảnh. Và nhân tiện đây thì Quỳnh cũng xin giới thiệu cho mọi người một cái nơi để mà mọi người có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Tại nơi đây có rất là nhiều thứ để mà mình tham khảo về cái truyền thống của người Ba Na. Giữ nhịp như một này. Cứ cho hai chọc khách mà chơi nhanh chút là rock Ba Na rồi. Chơi nhanh. Quỳnh sẽ thử đánh với nghệ nhân. Là người giữ hồn văn hóa của Ba Na. Các cháu từ thành phố hoặc ở đâu nó về á, nó người ta đi trải nghiệm. Rồi chú rất hạnh phúc tại vì bây giờ nói chung ra về nói về cồng chiêng á, bây giờ người ta ảm ngữ nhiều rồi. Rồi trường Đại học Tây Nguyên á, Đắk Lắk á, nó mời mời chú phải truyền dạy để nghe. Mọi người sẽ đến qua gặp đi. Chú Bill và chú sẽ dạy free hết cho mọi người. Chú chỉ đánh ba lá chiên thành một bài. Bây giờ mọi người sẽ được thưởng thức đàn. Đây là đàn tơ rưng rồi chú. Rồi cháu đánh. Đây là đàn gì? Đàn tơ rưng. Đàn tơ rưng. Bây giờ mà cháu đánh nhịp một đi. Dạ. Nhanh. Thì nó sẽ được có người yêu. Và Quỳnh là người chưa có người yêu. Rồi cho đánh đi. Cái này là đánh 3 tiếng. 1 2 3 rồi. Hy vọng là con sẽ có người yêu. Cái chối đây người ta ngày xưa đó là mẹ hay giả gạo á. Đây, giả gạo đây. Rồi cháu gọi đây. Gọi một cái bông. Đó, cháu chụp hình đó. Ai cháu chụp hình đi. Đây đây, tới đó giả gạo. Dạ như thế này chú. Cái đứng vậy. À, phải không nè. Đó. Dạ. Đó. À. Rồi đi. Đổ người tới. Đâu rồi. Đó. Đứng đẹp thế đó rồi. Đó. Bây giờ vô nhà đây. Đã có một cái trống. Dạ. Tại ngày xưa là còn phải có trống. À. Ừ. Để làm gì rồi chú?
trống đi á, thí dụ mà cái ngày vui á, buồn, người ta sẽ đập trống, kết phối hợp với cồng chiêng, có cái trống, cái nêu. Nào mà chưa ăn con trâu á, chưa cúng tế cho các thần linh con trâu hoặc là con bò hoặc là cái gì, tuyệt đối không nên, không được làm cái nêu. Cái nêu, nhà rong biểu hiện cho người Bana. Mô hình nhỏ nhỏ của Bana. Của người Bana. Vậy răng ra tôi là hoa màu, cái bông bông mai á. Bông mai vàng. Ờ, các bạn nhìn thấy không? Đến đây sẽ được uống rượu nghè. Đó, nhưng mà uống xong thì đi taxi về nhé. Rất ngon. Đây là ghê, là cùng ghê cổ này. À, khi bạn lên đây thì ở đây cũng có sẵn những cái đồ này để chúng ta có thể mặc được. Gùi thì sẽ có gùi, tại sao lại có cái gùi nhỏ? Đây là gùi nam, đây là gùi nam. À, đây là gùi nam. À, gùi nam để chú đeo nè. Rồi rồi. Rồi đây là gùi nữ. Nè. Gọi là cro, bên nam gọi là cro. Đây là gùi nam. Nè. Đây. Ông bà ngày xưa rất tài. Đi rừng nó có việc không bị vướng. Cái đồ cui nó không có theo. Còn đây là cái gùi. Gùi của nữ. Mình sẽ đi vào nhé. Đây. Thấy không? Thì dùng để đi lấy nước suối. Nước suối. Ngày xưa đi rừng đi rẫy á, người ta đeo nước vào. Đi vào cái này chắc là mới chế. Đây mới chế thôi. Đó. Đây là hoa văn của rẫy rừng này. Cái hộp rừng đó. Cái hộp đó là hộp gì chú? Hộp gỗ hả? Không phải, nó có cái hạt của trái cây cây á. Trong cái cây rừng. Cây rừng nó có cái này. Đẹp ha. Gọi là cái tay nè. Khi mà người ta đi rẫy phải có cái này. Người ta chỉ đem nếp thôi. Nếp xong rồi ra tới rẫy gần làm việc, người ta chặt một ông lô á, ông nứa, ông nứa. Người ta bỏ nếp xong rồi bỏ nước, ngâm tới trưa rồi, người ta ngâm tới trưa rồi, người ta nướng cơm này nọ kia. À, đây là cái cuốc. Đây là cái yết. Cái yết đây người ta bấm mấy cái chồi á. Mấy cái chồi mà thí dụ mà người ta phá rừng một năm rồi, năm thứ hai người ta bấm cái chồi này nó tiền. Đây là bằng cây thôi. Chả biết cái gì. Cái lao à? Không, cái đây là người ta chọt. Cái thú rừng. Đâu? Cái này là cây chắc nha, à, người ta chọt để thả lúa, chọt gieo lúa, điêu. Cứ thả một hột, à, phụ nữ, anh nam á, anh chọt, anh nữ thì đi sau thay cái lỗ thả. À. Đây là gọi là chuyên Lào, tại vì vừa rồi chú đi về ở Lào, nước Lào về nó hết rồi, nước Lào phải đi vô cho mình đi tìm á. Chả biết giá trị ngày xưa á là một chuồng bò luôn, cỡ chục con. Ví dụ đây là tăng rôn đây, đây là chuyên Lào đây. Chú giờ chú đang sưu tầm được 7-8 bộ rồi đó. Ngày xưa nếu một cái nhà sàn của một người dân tộc Bana thì người ta không có nhà chòi, đây là những người nhà nghèo. Những người nhà nghèo. Đó là theo văn hóa của Bana. Nếu mà người ta làm những nhà sàn như thế này có cái nhà chòi, tuyệt đối phải có một con bò đó. Phải đập một con bò mới làm được cái nhà chồ. Biết được cái này có mấy đẹp mà làm. Đó rồi, sau này người ta hỏi quá, nhà chồ Bana tại sao lại không có nhà chồ? Các bạn có thấy cái hành lang không? Thường thì người Bana họ gọi sẽ là hàng lưng. Dạ, họ sẽ có một cái hành lang đi ra phía ngoài. Là cửa chính nè. Đây là cửa chính nè. Khi mở cửa ra thì bước ra hành lang có thể ngắm nắng, ngắm mây, ngắm mưa. Ngắm mưa không ạ? Đôi khi khách ở Sài Gòn á. Bạn vào đây thì có thể thế mà lỡ muốn ở lại thì chúng ta sẽ công không nghỉ tại nhà của chú Bill. Chú Bill hay nói là khách sạn không sao. Khách sạn không sao. Đang ngủ sao không được. Ngủ sao không được. Không tính tiền. Bây giờ mình sẽ thưởng thức đặc sản tại Con Tum về gà nướng và cơm lam. Thì ăn với muối này là muối é ha. Đây là muối. Sẽ dùng với lá é, ớt để giã nên và thành một cái nước chấm rất là tuyệt vời cho món gà nướng cơm lam. Và đặc biệt, thường các bạn thấy gà nướng cơm lam rất là nhiều nơi, nhưng riêng ở đây thì người đồng bào họ làm bằng con gà của người đồng bào, không có mỡ. Các bạn thấy con gà không? Nó rất là nhỏ bởi vì nó chạy bộ quá nhiều, cho nên thành thử chúng ta thưởng thức cái món gà đặc biệt ở đây rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ mở cái cơm lam đó ha. Đây là cơm lam và cũng là của người đồng bào làm, nó rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử một tí, mình ăn thử.
Rất là ngon ha. Mình thích ăn cái đùi nên là mình sẽ xé cái đùi ra trước. Không như là chúng ta ở thành phố để chúng ta ăn những món ăn vội vàng, còn ở đây chúng ta sẽ ăn và thưởng thức chờ đợi. Quỳnh đã lên đây từ lúc 6 giờ rưỡi sáng và đã chờ để nướng được cái cơm lam nè, gà. Thì bây giờ tới phiên mình sẽ được thưởng thức ha. Đây, chúng ta sẽ chấm vào cái nước chấm này một tí. Sau đó chúng ta sẽ ăn. Chúng ta có thể lấy thêm một tí cơm nữa ha, để ăn cùng với gà. Rất là ngon, ngọt ơi là ngọt. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nếu các bạn không biết nơi này, có thể liên hệ với Quỳnh để Quỳnh sẽ đưa các bạn đi để thưởng thức những cái nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Ba Na, mà chính nơi này chú Biêu đã giữ gìn từ cồng chiêng cho đến các món ăn, cho đến từng ngôi nhà và từng góc cảnh. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Quỳnh ăn đây. Great job. Yeah.